Chào mừng các bạn đã quay trở lại với HocGuitarPro.com. Trong clip này, mình xin được giới thiệu với các bạn phiên bản mới của bộ sách số hóa. Với chương trình sách số hóa này, các bạn hoàn toàn có thể an tâm là nó sử dụng được ở trên điện thoại, máy tính bảng hay là máy tính. Chỉ cần yêu cầu là chúng ta có kết nối mạng Internet là sẽ sử dụng bình thường. Trong phiên bản này thì mình sẽ có hai điểm mới. Điểm thứ nhất, mình đã cập nhật tất cả những sách mà mình đã viết vào trong sách số hóa này. Và sắp tới thì khi mình viết thêm những bộ sách khác thì mình cũng sẽ cập nhật vào trong đây luôn. Thì hiện tại là mình đang có ở trong đây thì đang có sẵn là sách nhạc lý cơ bản này, sách guitar căn bản thực hành tập 1, tập 2, sách nhạc lý nâng cao. Và sắp tới thì mình sẽ viết thêm những cái bộ sách khác thì mình cũng cập nhật hết vào trong đây. Đấy, cho nên là nó cũng rất là tiện. Các bạn chỉ cần có cái bộ sách số hóa này là các bạn đã có tất cả những sách, những tài liệu và các khóa học của mình. Thì các khóa học là mình để sẵn ở trên đây. Đấy, đệm hát cơ bản, nhạc lý cơ bản, quạt chả và tiết tấu. Hoặc là khi các bạn bấm vào đây thì chúng ta sẽ có thêm nhiều khóa học khác nữa. Thì mình sẽ tổng hợp hết vào trong bộ sách số hóa này. Và điểm thứ hai, ở trong bộ sách thì mình đã cập nhật hơn 100 bài đệm hát số hóa. Để vào phần này thì các bạn sẽ bấm giúp mình vào phần đệm hát cơ bản này. Ở trong đây thì mình đã có chia ra theo rất là nhiều điệu ha. Ví dụ như chúng ta tập điệu van, các bạn sẽ bấm vào điệu van. Ở đây thì sẽ có một clip mà mình đã hướng dẫn chơi điệu van này. Tiếp theo là bên dưới thì chúng ta sẽ có những cái bài thực hành. Hiện tại thì mình đang có sẵn là 11 bài. Tất nhiên là sau này thì mình sẽ cập nhật thêm nhiều bài khác nữa. Cho nên các bạn cũng có thể rất là an tâm là cái bài thực hành của chúng ta nó sẽ rất là đa dạng. Ví dụ như bạn muốn tập bài Happy Birthday thì chúng ta sẽ bấm vào Happy Birthday. Ở trong trang này thì các bạn hoàn toàn có thể bấm vào bất cứ phần nào ở trong bài. Đấy, nó sẽ có một cái thanh màu cam như này. Đấy, các bạn bấm vào phần nào cũng được. Các bạn hoàn toàn có thể phóng to, thu nhỏ các cái nốt nhạc như này. Đấy, rất là dễ sử dụng. Và các bạn có thể nghe được âm thanh của cái bài nhạc. Đấy, mình sẽ bấm vào cái nút play nhé. Vâng ạ, ở trong phiên bản này á, thì mình đã ghi luôn cả phần giai điệu này và có luôn cả phần đệm. Các bạn có thể bấm vào hình cái loa nhé. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có phần giai điệu này, phần đệm và phần trống. Bây giờ thì mình sẽ mở lại, mình sẽ tắt cái phần đệm đi. Thì các bạn nghe là chúng ta chỉ còn cái phần giai điệu thôi. Mình sẽ tắt luôn cả phần trống ạ. Mình sẽ mở lại phần đệm. Vâng ạ, như vậy thì với cái chương trình này á thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để tập đệm hát. Ví dụ khi các bạn tập đệm hát thì các bạn sẽ tắt cái phần đệm đi. Chúng ta có thể ấn tắt cái phần đệm là các bạn sẽ đệm. Hoặc là nếu như các bạn tập đánh nốt của bài thì các bạn sẽ tắt phần giai điệu và chúng ta sẽ đánh cái nốt của bài thì sẽ có cái phần đệm, đệm nền cho chúng ta. Và tiếp theo ấy thì các bạn có thể thay đổi được cả cái giọng của bài nữa. Ví dụ như bây giờ mình đang là giọng đô trưởng, mình sẽ đổi qua giọng rê trưởng. Thì hiện tại là mình đã đổi qua rê trưởng này, các bạn thấy là nó qua hợp âm rê trưởng rồi. Và nốt nhạc của chúng ta bây giờ cũng đã đổi sang giọng rê trưởng, hợp âm đổi, nốt nhạc đổi và âm thanh nó cũng thay đổi qua rê trưởng luôn. Mình sẽ mở các bạn nghe lại nhé. Vâng ạ, mình đã tắt mất phần giai điệu này.
mình sẽ quay trở lại. Thì nếu như các bạn muốn tập những bài khác, các bạn sẽ bấm vào và chúng ta thao tác nó cũng tương tự thôi. Thì tất nhiên là phần này thì nó cũng sẽ còn nhiều cái tính năng khác, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong những cái video khác ạ. Và nếu như bạn nào muốn đăng ký cái bộ sách số hóa này thì các bạn cũng nhắn qua Zalo giúp mình nhé. Thì hiện tại là bộ sách đang có cái mức giá là 200.000. Thì với 200.000 là các bạn sẽ có tất cả những sách khóa học và những cái bài số hóa giống như vừa rồi. Vâng ạ, như vậy thì cái video này thì mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác ạ. Xin chào ạ.